Xin chào các bạn. Hôm nay mình ra vườn rau và mình trả bài cho các bạn. Cái hôm mình gieo cải cúc nha các bạn. Đó các bạn xem. Đấy. Mình phủ một lượt rơm lên trên chốc và mình cứ tưới đến bây giờ các bạn xem. Cỏ không mọc được nhưng rau của chúng ta vẫn mọc bình thường các bạn ạ. Đấy. Mình có gieo hạt từ hôm đó đến nay là được 8 hôm. Nếu bạn nào mà theo dõi cái video của mình á, trước cái video mà mình chia sẻ cách gieo hạt á, thì các bạn sẽ nhận ra ngay. Cây rau cải của mình đây là được 8 hôm nha các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không? Mình gieo xong, băm đất xong và mình quãi phân trộn đều. Thế xong mình gieo hạt. Gieo hạt xong xong là mình phủ một lượt phân lên trên chốc và mình lại phủ tiếp một lượt rơm lên trên chốc. Đấy, nên bây giờ các bạn nhìn này. Các em rau mọc lên bình thường nhưng tuyệt đối cỏ không mọc được. Nếu các bạn không có cái rơm dạ này thì các bạn có thể phủ trấu hoặc mùn cưa đều được nhé các bạn nhé. Này, thứ nhất là để cho nó giữ độ ẩm. 2, 3, 4 ngày mình mới tưới một lần các bạn ạ. Thứ hai nữa là để cho không mọc cỏ. Và thứ ba nữa là khi các bạn tưới nó không bị lì cái mặt đất các bạn nhé. Thế này thôi, khoảng độ tuần chục ngày nữa là rau cải cúc của mình nó lại kín đen đất các bạn ạ. Đến lúc bấy giờ mình lại trả bài cho các bạn nữa nhé. Đấy. Và đây liền bờ, liền cái luống đó. Mình quay cho các bạn xem. Mình không phủ rơm, phủ dạ mà cỏ nó lên này. Cái ruộng này của mình nó là ruộng trước đây mình cấy lúa. Thế xong rồi mình mới hót vài mẫu lên để mình trồng rau. Thế còn những cái mẫu này là mảnh đất này là mình vẫn chưa trồng. Đấy. Thế mà các bạn thấy cỏ nó lên ấy. Thế còn mình trồng rau thì chỉ có rau mọc thôi. Mình chưa nhổ nhá. Cam đoan các bạn là mình chưa nhổ. Còn bên kia là rau bí với lại hành rồi thì đỗ rồi. Tóm lại là vườn rau gia đình là mình chỉ có trồng để đủ ăn thôi các bạn ạ. Đấy. Rau bí vừa sáng nay mình cắt rau bí, rau tầm bóp nè, hành nè. Đây kể cả hành cũng thế các bạn nhé. Hành này. Mình quay cho các bạn xem bãi hành của mình. Đấy. Hành bóc dọc các bạn ạ. Mình dùng rơm dạ để mình dùng chế phẩm sinh học ấy. Mình ủ rơm dạ xong bắt đầu mình trồng hành là mình phủ cái phân đấy lên mà các bạn nhìn. Dọc hành dã man luôn. Cỏ cũng hạn chế mọc các bạn ạ. Mình bận rộn lắm, mình không có thời gian nhổ cỏ nhưng mà mình phủ như thế này ấy là cỏ không mọc nổi. Các bạn nhìn những khóm hành. Khi mình trồng là nó có một cái tong bé xíu ấy. Đấy. Đó. Rau mùi. Khi rau mùi là mình quãi là mình cũng cho một lượt dạ lên trên chốc. Điển hình là cái hành. Cỏ không mọc nổi. Rau diếp của mình thế. Rau bí. Rau thầu lầu. Rau ăn lẩu ấy các bạn ạ. Cái rau thầu lầu và cái rau khoai lang là mọi người cứ bảo là rau rừng, rau dại. Nhưng mà thực tế đến bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái giá trị dinh dưỡng của nó và cái tác dụng chữa bệnh của nó thì nó lại là loại rau quý hiếm nhé các bạn nhé. Cái rau thầu lầu này á và rau khoai lang trước đây thì nó cứ mọi người cứ bảo là rau rừng, rau lợn hạn chế có người ăn, nhưng đến bây giờ biết giá trị dinh dưỡng của nó và cái tác dụng chữa bệnh, cái này nó tác dụng chữa bệnh là chống ung thư, nhiều người thích ăn cái rau này còn hơn các loại rau khác các bạn ạ. Mới ăn thì nó có cái vị đắng đắng nhưng mà về sau này nó có vị ngọt ngọt, ăn rất là ngon. Nếu như chúng ta mỗi một tuần chúng ta ăn chỉ cần một bữa rau này
với cả rau khoai lang thì là nó hạn chế cái tế bào lạ trong cơ thể rất là tốt. Mình cũng làm vài chục cây mình cấy vào đây. Hành, rau xà lách sáng nay mình cắt. Cắt hết rau xà lách thì lại chặt hành ra các bạn ạ. Đầu tiên là mình trồng rau cải ngọt. Thế xong rồi mình cài rau xà lách vào. Thế xong rồi ăn hết rau cải ngọt đi thì hở rau xà lách ra. Thế ăn xong chuẩn bị rau xà lách chuẩn bị ăn được thì mình lại cắm hành vào đây. Bây giờ mình cắt hết rau xà lách đi thì lại chặt hành ra đây các bạn này. Đấy, đây những gốc cây xà lách mình cắt đây gì. Đấy, hành hôm nay mới được mở mang ra tí nhưng mà khoảng độ tuần nữa thôi là các em nó nở tung ra. Và cái hành này là mình trồng bằng gốc hành nhé các bạn nhé, chứ không phải là trồng bằng củ đâu nhé. Cái củ hành á thì các bạn trồng hành củ các bạn đừng vùi cả củ. Các bạn hãy cắt bỏ cái phần gốc của nó đi nhưng mà các bạn hãy cắt sâu thêm một chút. Đấy. Còn cái củ của nó các bạn vẫn dùng bình thường. Cắt sâu hơn một chút khi chúng đã ta bỏ đi thì là chúng ta trồng cái gốc của nó xuống đây là nó lại lên rất bình thường. Chống lãng phí các bạn ạ. Riêng cái hành củ là các bạn nên trồng như thế. Hành củ, hành thơm, các bạn không cần phải cắt nhiều. Và các bạn chỉ cần để nguyên cái rễ của nó thôi. Nhưng mà mấy cái cây súp nơ này là mấy hôm trước là bị cái con bọ nhảy nó ăn. Đây là các bạn này. Nó ăn những cái lá này. Thế xong rồi mình ra mình mang thuốc diệt kiến ra đây để mình rắc 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 vào đây bởi vì là mình trồng chen hành với lại rau sống rau xà lách vào đây nên là mình không dám phun bất cứ một loại thuốc gì mà cái con bọ nhảy đấy thì không bắt được. Thế là mình rắc rắc thuốc kiến vào đây này. Thì các bạn nhìn này, những cái lá nó ăn này. Đấy. Lá ăn nát tét. Thế mà mình rắc thuốc kiến vào đây là con bọ nhảy đi luôn nhé các bạn nhé. Và nhân đây mình cũng chia sẻ với các bạn là nếu như các bạn nào trồng cái cây rau cải, các loại rau cải mà bị cái con bọ nhảy, gọi là bọ nhảy, bọ chét nó ăn á, thì các bạn cũng hãy dùng cái thuốc kiến các bạn rắc cho mình nhé. Không cần phải rắc trực tiếp vào nõn rau mà các bạn chỉ cần rắc vào cái xung quanh cái vùng chúng nó ở thôi. Đây này, đấy, thuốc trừ kiến đấy các bạn ạ. Diệt kiến nhưng mà diệt bọ nhảy cực kỳ là hiệu quả luôn các bạn nhé. Và bên này là rau muống mình cũng phủ đây các bạn này. Đấy, rau muống mình cũng phủ cái rơm đấy lên, thế nên là cỏ mọc rất là hạn chế mà rau ẩm. Mình cắt rồi bây giờ nó lại đang lên mầm này. Mấy bữa nọ các bạn mà theo dõi video của mình ấy, thì rau muống của mình tốt tuyệt vời luôn. Nhưng mà mình cắt rồi bây giờ nó mọc mầm. Đẹp không? Quá đẹp. Đấy. Mình trồng vườn rau gia đình này, mỗi thứ mình trồng một tí các bạn ạ. Và video của mình chia sẻ trả bài với các bạn đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.